Rồi, lời nói đầu tiên cho em nhanh xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lõi bên cửa hàng máy cỏ và máy cưa xích ha. Thì tên em là Em Nhanh, cửa hàng của em là cửa hàng Thành Hợp nha, chuyên về động cơ máy cắt cỏ 2 thì, máy cắt cỏ 4 thì và đặc biệt là bên em có cưa xích. Địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Hồi xưa gọi là chợ Ngã Tư đó, bây giờ gọi là chợ Trung Hưng nha. Thì em ở giữa chợ Ngã Tư, ủa em ở giữa huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt nha. Để em ở trung tâm chợ Ngã Tư nha. Đó, anh chị nào mà mình muốn mua máy thì mình đến Bách Hóa Xanh của chợ Ngã Tư điện cho em nhanh, em nhanh đi ra em nhanh đón nha. Thì hôm nay em nhanh lên cho mình lô máy cưa xích 11 máy nha, còn là mấy chiếc em ha. Hôm nay sao mà lên nhầm cái lô Huwana quá nhiều luôn đó. Đây em sẽ sơ lược từ lô máy nha. Đầu tiên là một cây Tanaka nè, tay cột. Thứ hai là cũng một cây Tanaka mà tay dài nè. Đó, cây kế tiếp là cây Singu 401 ha. Kế tiếp là một cây Echo 401 nha em. Máy em mua máy lựa cực kỳ là đẹp từng cm ha. Hitachi Huwana 33. Đó. Kế đến là một cây Echo 361 nha. Đồng đứng quá đẹp. Rồi. Hôm nay thấy lên cưa khai thác nhiều ha. G405. Đó, như đây là đủ hay đẹp chưa? Kế đến là cây Huwana 339 nha. Rồi. Kế đến là một cây Shinewa 360 nha. Đó. Rồi, kế đến là cây xích Doman nòng 42 ly, máy 9 em ạ. Rồi cây cuối cùng là một cây Optin 021 nha. Máy như đây đủ đẹp đủ chiến cho em ạ. Đó, máy thái cơn của em, máy đa dạng chưa? Uy tín chất lượng chưa? Nhớ nếu vậy cho đi qua đi lại cho em nhanh xin một nút like. Khách nào chưa nhấn đăng ký kênh nhớ nhấn vô đăng ký kênh nha. Bên em bán máy có chế độ bảo hành đàng hoàng cho nên anh chị chú bác cứ an tâm mà chốt đơn nha. Xài chụp chặt có vấn đề gì thì cứ alo cho em nhanh. Và nhớ tỷ lệ xăng và nhớt pha cho chuẩn cho em nhanh ha. Đây, đây là nhớt em nhanh sử dụng rồi sẵn em nhanh bán luôn. Đó, nhớt là nhớt 2 thì vừa sử dụng cho xăng pha nhớt và vừa sử dụng cho nhớt lam. 1 lít xăng anh pha dùm em 60cc nhớt ha. Và cái bình nhớt em bán nó có cái mưu cho mình lường luôn anh chị chú bác đó. Mà em nhớt mạnh lên nó sẽ qua đó, 60cc sơ nhớt cho một cái xăng đối với cưa xích ha. Tại vì cưa xích tua nó chạy nhanh hơn. Đó. Rồi mấy anh nào mua máy có mua heo nhớt thì sẵn em nhanh gửi luôn. Và những cái cưa mà em nhanh báo giá ra ở đây là giá đó là em nhanh đã bao ship tới nhà kèm phụ kiện 4 món ha. Đó, nhớ là không phát sinh thêm tiền gì nha. Và 4 món em nhanh cho theo là 4 món này nè. Một cây vít chỉnh xăng, một cái tiếp mở bugi đầu dao, một cái dũa và một cái bao lam zin ha. Đó, cái này chỉ là hình thức cho mình coi thôi đó, và bao ship luôn. Và đặc biệt là em nhanh không có lấy cọc anh chị chú bác mình 1.000 nào hết, cho nên là anh chị chú bác mình cứ an tâm ha, không sợ bị lừa gạt hay lừa đảo đâu. Ở thời này bán hàng uy tín phải cố gắng là giữ uy tín để cho anh chị chú bác mình mạnh dạn chốt đơn và còn giới thiệu giùm cho em nhanh nữa ha. Và số điện thoại để chốt đơn của anh em nè 0913136620. Đó, số này là hỗ trợ tư vấn chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy và đặc biệt có Zalo nha. Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị ha. Thì bên em ship hàng trên mọi miền của đất nước nha. Cho nên anh chị chú bác mình chốt đơn thì cứ mạnh dạn cho em ấp xã huyện tỉnh số nhà địa chỉ cụ thể em nhanh gửi hàng tới nhà cho mình luôn. Rồi, bây giờ thì ông xã em sẽ xây qua test nổ từng cây cưa cho anh chị chú bác coi cây nào phù hợp với gia đình thì mình chốt ha. Anh đi lại anh coi khách điện gì ạ. Dạ. Rồi. Chụp cây cưa nha. Thank you.
14 tấc nha. Tanaka. Đó. Làm nó là đẹp dài. Cái này dòng Tanaka thì sử dụng xích là xích chuột nha mấy. Mà cắt còn dày đẹp và đặc biệt là cái lưới xích nó còn dày nè. Con ốc tăng đưa dây xích đi sơn làm trên lam ha. Đó, nhìn mặt tiền nó rất là đẹp. Em thấy dòng máy này chạy hơi chắc nha. Tua nhanh máy khỏe và đặc biệt là máy nhánh tỉa cành thì khỏi phải bàn rồi. Nó là điều hiển nhiên có thể hại cái đứng luôn nha. Đó. Cái nắp phía sau là nắp nhớt lam. Cái nắp phía trước là nắp xăng pha nhớt ha. Máy này nó có vú bơm phụ nữa nè. E gió khi mà mình đóng e thì mình kéo nó ra. Mở e thì mình đẩy nó vô. Tắt nè. Mở là đẩy lên ha. Rồi con ốc mà để chỉnh nhớt lam ra nhiều ra ít á thì mấy anh cho nó về dấu cộng thì nó ra nhớt nhiều, và cho nó về dấu trừ thì nó sẽ ra nhớt ít thôi ha. Đó nè, trắng. Giữ ra lớn nè. Đầy đủ tiện nghi cho mình. Chặn xích đồ cũng còn ngon lành ha. Mã này chốt cho em nhanh là mã E1 37 ly 1 triệu 900 ngàn đồng ha. Rồi đây là một cây cưa tay dài. Nó tay dài cho nó nặng hơn cây tay ngắn nửa ký lô ha. Giữ cái làm giữ ra lớn nha anh chị chú bác. Đó. Tắt mở nè. Mẫu này khá đẹp nha. Màu đỏ mà nó phối với màu xám đồng chuột 335 ha. Đó. Vú bông phụ nè. Nè gió nè. Đóng e mở e ha. Cái nắp xăng pha nhớt nằm bên ngoài. Cái nắp nhớt lam mình nằm bên trong ha. Những con ốc máy nè anh chị chú bác nhìn kỹ đi. Cái vàng nó đẹp mà nó dày dặn dữ lắm luôn. Cái máy này hại cây đứng là vô tư ha. Chặn xích nè. Lam này lam Orion. Sử dụng xích 91 nha. Đó. Nè. Tăng đưa xích sơn đồ đầy đủ ha. Mã này quá đẹp nha anh chị chú bác. Và đặc biệt nó có khóa xích luôn ha. Đồ chơi là khóa xích mình có luôn. Rồi mã này chốt cho em nhanh. Mã E2 37 ly cũng 1 triệu 900 ngàn đồng nha. Rồi cái đó là Shingu nè. Một cây cưa Shingu ha. Anh nào muốn máy nhánh tỉa cành thì vô tư, muốn khai thác thì cũng đây. Đây là dòng khai thác nha. Cái này nó sử dụng xích 325 nha mấy anh. Cái trang xích nó dày bự ha. Và đặc biệt cái lam nó có tản nhiệt nha. Cho nên mình cưa cây này mình không có sợ cái lam nó nóng. Hai con ốc giữ lam nè. Đó, xịt gỗ nè. Shingu, đó, quá đẹp ha. Cái nắp màu đỏ phía sau là nắp xăng pha nhớt nha. Cái nắp màu đen phía trước là nắp nhớt lam 40cc. Đó, nồng nó cũng 40 ly nha. Và cái phiên bản này mấy anh giật nhẹ như trợ lực nha mấy anh, tại vì nó có xả cò ha. Mấy anh kéo lên là nó rất là nhẹ luôn. Đó, tắt nè, mở là mình đẩy lên nha. Và đặc biệt là e của nó là e tự động nha anh chị chú bác. Đóng e thì mình kéo ra giật máy nổ không nổ gì mình cũng bóp cò ra cho nó nhảy e. Nếu chưa nổ móp cò e và giật nữa ha. Còn nổ rồi thì thôi nha. Rồi mã này bán giá mềm cho mình luôn nè. Chốt cho em nhanh mã E3 giá là 2 triệu 600 ngàn đồng ha.
Singu, hàng khai thác 2,6 triệu, quá rẻ. Rồi kế đến là cây Kiwit Echo, cái cưa Echo 401 nồng nằm nha, đóng e kéo ra mở e đẩy vô tắt nằm trên đây luôn ha. Cưa này khai thác cưa mà để vô kia cái cây đó anh cực kỳ là vững luôn ha. Đó, nhìn mặt tiền nó đẹp nè, cưa này mà chắc muốn sơn nhẹ nha, lam của nó là xài lam Latin luôn, chân xích là chân 325 ha. Đó, tiền nó đẹp quá đẹp, giá cực kỳ mềm cho mình luôn, liền lạc hết ha. Nắp bên đây nắp nhất lam nha, nắp nhỏ nắp lớn nắp xăng hoa nhớt nha anh chị chú bác. Con ốc con đưa dây xích dây sên nằm trong lam ha. Rồi mã này chốt cho em nhanh, mã E4 nồng 40 ly, giá là 2,6 triệu ngàn đồng nha. Đó, nói chung cưa em cũng phân tích rõ ràng à, tiếng máy chạy thì bao chất lượng. 2,6 triệu. Hả? Có khóa xích nữa hả? Ồ, cái này nó có khóa xích nữa nè anh chị chú bác nè ha. Để nhẹ xuống. Đó, có khóa xích luôn nha. Có khóa xích, E4 có khóa xích ha. Uvana nha. Uvana. Lè nó mỏng lắm. Cái lè làm gì? Lè mình kéo ra gì là đóng thôi không? Đẩy vô nè, bóp cò nó mới với lè. Vậy hả? Nó giống như thằng bắt tim đó rồi. Một cây cưa Huwana 333 ha. Đó. Công tắc nằm ngang với tay cầm nha em anh. Đẩy lên là tắt. Đẩy xuống là mình mở nha. On nụp nè em anh thấy không? Máy cưa này hình thức nó gọn nha em anh, mặt cưa siêu khỏe nha. Cái này nó sử dụng xích 91, mặt cắt còn đẹp ha, lam chữ Huwana luôn. Cái e gió đó nè, là em anh kéo e ra là mình đang chế độ là mình đóng e ha. Đó, mình mở e mình đẩy nó vô. Mình bóp cò một cái nữa là nó mới ăn nha em anh. Cho nên mình vừa đẩy vô mình vừa bóp cò vừa giật máy giùm em nhanh ha. Cái này nó có khóa xích nữa nè. Đó, đồ chơi có khóa xích. Qua nè. Thị điển nha. Silver đen là của thị điển đó. Cái nắp màu trắng là nắp xăng pha nhớt, nắp màu đen là nắp nhớt lam ha. Mã này chốt cho em nhanh là mã E5
lòng 38 ly, 38 ly công suất là 33cc ha, giá là 2.700.000 đồng nha mấy anh. Đó, để lên ơi. Rồi kế đến là em sang một cây Kiwis Echo 361 nha mấy anh, nó đẹp từ máy cho đến là lam luôn. Làm 4 tấc 6 nha. Cưa Echo Kiwis ha. Cái này mình nội mình thấy cái lam thấy uy tín nữa nha mấy, cực kỳ đẹp. Lam này lam nó là lam Latin. Xích của nó là xích 91 nha mấy. Hai con ốc lam này mấy nhìn đây còn dày đẹp luôn. Echo. E tự động nha, có vú bơm phụ nha. Em xin lỗi, e gió chứ không có tự động nha. Em đẩy ra để vô. Tắt nằm bên hông ha. Tắt mở nè, giữ ra lớn nè. Nắp này là nắp xăng pha nhớt nha. Nắp này là nắp nhớt lam ha mấy anh, nhìn tổng thể cái mặt tiền đó nè, cái giao diện rất là đẹp nha. Đó. Mã này chốt cho em nhanh, mã E6 40 ly 2.800.000 đồng ha. Cái lam nó ở mặt trong cũng như mặt ngoài nha mấy anh. Quá trời đẹp luôn, xuất sắc nha. Rồi, em sang cái tiếp cây G405 nè. Cây Komitsu 405 công suất là trên 40cc xíu, nồng 40 ly nha. Đó, lam thì lam Latin, cái này nó sử dụng xích 325 nha anh chị. Đấy, đây nè, tiền rất là đẹp, chữ gỗ nè, 405. Cái nắp phía trên là nắp xăng hoa nhớt, nắp phía dưới là nắp nhớt lam ha. Con ốc mà căn chỉnh ganti nó nằm chỗ này nha anh chị chú bác. Hình như mình cưa lâu ngày á, mà nó có cưa nó chạy nó còn hơi hao xăng đồ đó ha. Tức là sao nó đóng bụi, để mấy anh tháo cái này ra, lấy cái bộ lọc bụi ra mình vệ sinh lại ha. Thì cưa cây nó mượt mà lại thôi. E gió ở đây nha. Và sẵn em nói luôn, đây là một cây cưa khai thác nha anh chị chú bác. Nội nghe tiếng máy là biết nó đanh nó khỏe như thế nào rồi. Tắt mở nè, giữ ra lớn rồi nè ha. Đó, máy này thì xịn sò đưa vô cưa thì cưa nó bắt cây thì ngon lành thôi. Cái lưỡi xích nó còn dày ha. Máy này cắt chốt cho em nhanh, mã E7 40 ly 2.800.000 đồng nha em. Giá em nhanh bán là rất là mềm luôn đó. Rồi, tiếp ra Huana nữa nè em. Đây giống cái xả cò quá ta. Chiều dài lam 4 tấc. Đây,
một cây cương Huana 339 nha. Cái hình thức bên ngoài nó gọn giả mang mà siêu gọn luôn, mà nó nổ máy nó không giống ai luôn, nó nổ cực kỳ chát và cực kỳ đanh nha, nổ cực kỳ là khỏe luôn. Tại vì máy này nằm 40 ly nha anh chị chú bác, đó rất là đẹp. Cái này nó sử dụng xích 91 ha, mặt cắt còn dày đẹp và cái xích nó hơi mỏng mà nghe em. Ví dụ như 10 phần thì nó cũng còn được 5 phần đó, thì nhưng mà vẫn còn cưa cây được ha. Bên em sẽ dũa cho bén và đưa vô cây tải đồ đàng hoàng. Và sẵn em nói luôn, anh nào có chốt cây máy này mà có nhu cầu cắt thêm bộ xích thì báo cho bên em ha, bên em sẽ cắt cho mình và cắt không có lấy lời nha. 5.000 một mắt tính tới. Xích này bao nhiêu mắt thì em sẽ báo cho mình bao nhiêu tiền hay sẵn em cắt, còn không thì mấy anh cứ để như vậy mấy anh xài ở ngoài dùng của mình. Mà có ai cắt xích thì sau này mình cắt sao cũng được ha. Nhiều khi mua cây cưa đã ngán tiền mà kêu cắt bộ xích nữa đó, nhưng mà xích bên em cắt là em cắt không có lấy lời nha. Đó rồi, cây cưa này nó ok luôn nha em ha. Ok là đồ chơi có là khóa xích nè, e thì vừa kết hợp giữa e đẩy ra đẩy vô mà còn thêm tự động nữa nha. Mấy anh kéo e ra là đóng e ha, đóng e rồi mình đẩy e vô mình bóp còn cái nữa nha, nó mới nhảy mở e nha mấy anh. Đó, nắp xăng khoan nhớt màu trắng, xin lỗi, nắp nhớt lam màu trắng, nắp xăng khoan nhớt màu đen nha. Là con ốc HL là con ốc chỉnh xăng chỉnh gió nha mấy anh. Trời ơi, con máy này đẹp nè mấy anh, Huana 339 nha. Tắt nè, mở là đẩy xuống nha. Quá trời máy này đanh luôn nha mấy anh, chạy quá khỏe luôn. Rồi thêm một cây Sivaden Thụy Điển luôn nha mấy anh, Huana của Thụy Điển nha. Đó, quá đẹp, quá liên lạc. Đây là một siêu phẩm Thụy Điển anh quên xài chứ đâu. Mã này chốt cho em nhanh, mã E8 40 ly 2.800.000 đồng nha. Rồi tới G360 nha. Xin đi qua 360. Không có buồn ngủ đó. Xin đi qua 360 nha, không đẹp không lấy tiền nha em ơi. À, không đẹp không lấy tiền nha, mà nhìn dùm em cái tem nó trực ơi, đẹp liền rạc đó. À, tiền cái lam luôn nha em ơi, lam chữ xin đi qua, lam Latin ha. Xích này là xích chuột nha. À, quá trời đẹp cái cưa này luôn nha. E gió nè, đóng e thì kéo ra dùm em tay trái em ơi, không thuận. Anh ơi kéo e ra giùm em, kéo e ra là mình đóng e rồi giật máy nổ, không nổ vừa bóp cò vừa đẩy vô giật nữa, nổ rồi thì giật nữa ha, nổ rồi thì đừng giật chứ, xin lỗi, chưa nổ thì giật nữa, xong rồi mình bóp cò mình cưa cây thôi. Tắt nè, nổ nè. À, nắp màu đỏ là nắp xăng pha nhớt nè, nắp màu đen là nắp nhớt lam nè. Xin đai qua cô Gio Made in Japan anh thấy chưa. À, bu khói người ta màu đen nha, chứ không phải là xài nó đen nha. Con ốc tăng đưa dây xích dây sên nằm trong đây nha anh chị chú bác. Đó nè, cái trắng bụi nó có chữ xin đây qua nè, anh thấy uy tín chưa. Mã này chốt cho em nhanh, mã E9 40 ly 2.900.000 đồng ha, 2.900.000 đồng. Rồi sắc đồ mà. Của Đức trời. Đức mà. Vậy hả? Ừ. Em nó dập vô của Đức nè, căng đi anh. Lẹ đi. Thôi em thấy em buồn ngủ, nó tào lao xế nữa vợ nè. Nói viên dạo thành giao diện nữa, 6.4 nè. Xích qua đây coi. Lam này 5 tắc 1 nha. Đó, đủ cho mấy anh khai thác chưa? Đây,
Rồi báo cho mình tin mừng là cái này xài xích này 325 ha. Lớn. Lam là lam Latin nha. Đó. Này nước xuyên zin chốc sơ sơ không sao nha, hai con ốc giữ lam ha. Made in Germany của Đức nha em ha. Đó. Cái e gió nó giống cái đồ mình đi bắn chim hồi xưa nha em ha. Đóng e, mở e để vô. Đó. Tắt nè, mở là đẩy lên nha. Xích Doman. Đó, hàng của Đức nha. Cưa này khai thác là hết sảy con bà bảy luôn. Đấy. Germany nữa nè. Có xích hồng. Hình thức máy còn cực kỳ là đẹp, có xỉ gỗ rồi luôn nha em ơi. Đây, mặt lam bên trong cũng như bên ngoài rất đẹp ha. Rồi mã này chốt cho em nhanh, mã E10 42 ly. Giá là 3. Ừ. 52 cc nòng 40 ly nha. Ủa nòng 42 ly, công suất là 52 cc. Và giá cái máy này thì 42 ly, công suất là 52 cc. 3.400.000 đồng nha. Nhớ bấm like follow em nhanh nha em. Trời, em nhanh lên hàng cưa dữ dữ không. Rồi tới Aptin 021 nè. Bán cưa vậy đó mà không lấy cọc anh đó, mấy anh tính biết uy tín rồi đó. Hàng chất lượng cao đâu ngán ai phải không? Có dòng Aptin vừa có dòng Honda nữa ha. Anh chị nào thích gì chốt đó 5,5 kg nha. Làm này 4.4. Rồi tiếp tục Aptin 021. Mã cuối cùng anh em ha. Hay gì chứ giá nó cao. Không mấy cái kia cho nên đứng cuối cùng. Aptin Made in Germany của Đức nữa nha. 021 nha anh chị, nằm đứng nha. Dẫn là nắp xăng pha nhớt phía sau, nắp nhớt lam phía trước. Cái này nó sợ xích 91 ha. Bởi vì biết tại sao mà mấy anh đua nhau chốt nó rồi đó. Có khóa xích nè, có xả cò nè, mấy anh đẩy cái này vô ha. Giật nó như trợ lực luôn. Vú bơm phụ nữa nè. Giật rất là nhẹ, nói chung là mấy anh chịu khó đẩy cái này vô thì giật nó nhẹ chút, còn không đẩy nó vô thì giật nó nặng chút ha. Nhìn cái chụp giật người ta nè. Đó. Rồi, em chỉ mấy anh nha. Đóng công tắc đóng em mở e nằm một chỗ nha em anh, đồ chơi nó rất là hay chỗ đó. Tắt nè, mở nè, đóng e thì mình vừa bóp cò mình vừa đóng e ha. Ta trái em nó không có thuận đó, vừa bóp cò mình vừa đóng e, nó nằm như vậy là đóng e đó, rồi mở e đẩy nó lên. Rồi mấy anh phải chịu khó bóp cò một cái nữa nha, là nhảy về chế độ mở e ha. Chỗ này khó không khó mà dễ không dễ, nếu biết chú ý thì nó rất là đơn giản nha. Đó, rồi đồ chơi thì nhiều ha, vừa có khóa xích nha, công tắc đóng em ở e nằm chỗ ha. Rồi mấy anh có thể tham khảo dòng Aptin này, nó rất là hay. Mã này E11 dùm em nhanh, 3.500.000 đồng, nòng 40 ly nha. Germany nha mấy anh, của Đức nha. Đó, Germany Aptin. Rồi cho em nhanh chào và hẹn gặp lại mấy anh nha. Chúc mấy anh một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt.